Hello, chị chào tất cả mọi người nhé. Thứ nay thì mình có dịp qua Đông Lỗ. Đông Lỗ là một xã thuộc huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, có trụ sở ủy ban nhân dân là thôn Thống Nhất, có diện tích 7,65 km² với dân số năm 1999 tổng cộng 5.253 người, với mật độ 687 người trên km². Xã cũng mang chính là 10426. Về vị trí và địa lý, phía đông giáp phường Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam, phía nam giáp xã Đại Cường, phía tây giáp xã Kim Đường. Về hành chính, xã gồm các thôn Đào Xá, Viên Đình, Nhân Trai, Ngọc Trục, Mạnh Tân, Thống Nhất. Về kinh tế, ngành nghề chủ yếu nông nghiệp, mây che đan, làm đàn nhạc, nghề đánh bắt cá, làm gia công giày dép. We'll be right back.